Xin chào cả nhà đã đến với kênh của mình Hằng Khánh Hòa. Hôm nay trời mưa rất là lớn, xong rồi cho nên ở nhà làm biến đi chợ có gì ăn đó, nghỉ ra dễ mắm nêm ăn cơm nha cả nhà. Mà nếu như mà mắm nêm á thì mình dễ theo mắm nêm cách truyền thống của nhà mình, bỏ mấy trái ớt vô mình dễ trước nha. Bỏ ít đường luôn chứ, bỏ ít đường cho dễ nét. Mắm nêm mặn lắm cả nhà, mắm nêm mà ở nhà làm nó mặn lắm nên mình bỏ đường nhiều nè. Mình vẽ đường với ớt xong rồi giờ mình bỏ ý vô mình nấu nha cả nhà. Mắm nêm là vẽ với ý trắng nha, là từ xưa giờ là gia truyền nè của nhà mình nè, từ xưa tới giờ mắm nêm vẽ với ý trắng nha, càng nhiều ý càng tốt. Không biết mà mọi người ăn cả nhà ăn sao chứ nhà mình ăn ý càng nhiều càng tốt, thích ăn lắm, thích ăn ý lắm, nhiều nào ngon đó. Có nó nhỏ mà lấy ý nó nhiều, nó rất lung tung. Ý nhà mình thích ăn ý lắm cái nghèo, ý nhiều nào tốt đó, ăn ngon lắm. Mấy con mèo này thiệt, cái giới nó làm reo trật đất hết rồi trơn à. Mình vẽ mình cũng được cái vẽ nét bấy lắm, nó bị hơi ơ vẽ dập dập nhiều hơn. Đó, cái hũ mắm nêm mà mấy bữa trước á mình mua cái cơm gì á mình làm xong rồi ăn xong đỡ lâu quá không có ăn lại, bây giờ trời mưa lấy cho ăn lại nè. Mưa bữa nói nêm ở nhà làm đó, chục kìa, ngon ghê chưa. Thơm lừng à, mắm nêm mà mình tự làm ăn nó rất là ngon, nó sạch sẽ cả nhà. Trời ơi, chua gì mà thấy chảy nước miếng không? Bỏ thêm chút đường để đem. Rồi không?
mắm nêm trắng với thịt heo nha cả nhà. Đó, bê chỉ. Dễ rào. Đây là canh bí nè, ở chút ngổ vô, nấu một chút ăn. Rồi xong, mời cả nhà ăn cơm nha. Thì nói chung mình cũng làm đơn giản lắm, ít mắm nêm, dễ như ý trắng, dưa, bê chỉ luộc với một ít canh bí đỏ. Trời mưa là hồi mình nhớ lại hồi xưa mẹ mình nó mở lòng mưa là bà hay luộc thịt đây nè, xong rồi ăn với mắm nêm. Cho nên hồi đó mà sáng ngon, giờ tự nhiên mưa cái mình nhớ lại hồi đó, cho nên mình luộc. Mời cả nhà ăn nha. Nhà mình có bê ngừ mẹ giờ mình nấu trước xong mình làm lấy trước chân đỏ hai người đứng luôn. Rồi thì cũng xong bữa cơm trưa. Chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà gặp lại những video sau mình sẽ làm tốt hơn. Rồi bye bye cả nhà. Ai đang xem cho mình xin một cái like, một cái đăng ký và nhấn một cái chuông bên cạnh luôn nha. Bye bye.